Cá mập Megalodon đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ở thời của mình, Megalodon đóng một vai trò cực kỳ tối cao trong chuỗi thức ăn của chúng. Chúng đã làm được điều mà không có một loài động vật nào hiện nay có thể làm được, đó là Megalodon. To lớn tới nỗi thức ăn của chúng đều là những loài động vật săn mồi đáng sợ khác dưới đại dương. Tất cả những bằng chứng khảo cổ về Megalodon thực sự rất hiếm, vì những gì người ta tìm được về chúng chỉ toàn là những chiếc răng quá hạch. Lý do là vì cơ thể cá mập đa phần là sụn, mà sụn thì gần như không thể trở thành quá hạch được. Vậy nên những gì còn sót lại về con quái vật này chỉ toàn là những chiếc răng mà thôi. Nhưng với công nghệ ngày nay thì bấy nhiêu đó là đủ để có thể mô phỏng lại cơ thể của Megalodon. Và gần đây, dựa vào một chiếc gan quá hạch thì người ta đã tái dựng được thành công mô hình 3D của một con cá mập Megalodon với chiều dài lên tới 16 m. Với kích thước khổng lồ này thì nó có thể dễ dàng nuốt chửng một con cá vô sát thủ chỉ bằng 4 đến 5 cú cắn. Việc chỉ săn những loài động vật săn mồi to lớn là một giải pháp hoàn toàn tối ưu cho Megalodon, vì để nuôi sống một cơ thể khổng lồ như vậy thì đây mới chính là nguồn thức ăn lý tưởng nhất cho chúng.